Nếu cuộc đời con người chúng ta lúc còn khỏe không được tiếp nhận Phật Pháp, chúng ta không có biết tu hành gì, thì cả đời mình dù cho có lăn lộn trong cái cuộc sống sang giàu, thì cuối cùng mình tới tuổi gì già, bản thân chúng ta giống như để mặc kệ cho người khác đặt đâu ngồi đó, với cái cuộc đời của mình khi chết không biết đi về đâu. Có nhiều người ở trong cái cuộc đời này, ta nói rằng là khi cuộc sống của người đang sống thì lo làm ăn rồi lo cuộc sống đó, chứ bận tâm chứ, chết rồi là hết. Nó không có hết đâu quý vị. Chúng ta học Phật rồi chúng ta biết rồi, nó không có hết. Mà cái tâm thức nó còn đi nhập vào những cảnh giới mà bản thân chúng ta khi mà lúc mình còn sống này mình đang chọn để đi về đâu, nó còn như vậy đó, chứ đâu phải là chết rồi là hết. Nếu chết rồi là hết thôi, cái chuyện mà cuộc đời của người chúng ta chắc chắn là chúng ta chắc không cần phải tu hành, vì chết rồi là theo quy luật hết, mất xác luôn, mất tích luôn, không có còn linh hồn gì nữa chứ. Vì thì cái chuyện này phi hết hoàn toàn nhân quả, chúng ta không cần phải tu, không cần phải ăn chay niệm Phật thì làm cho nó mệt. Nên là để mình đi đến chùa và cái lớp đạo làm con thôi mà những đứa cũng dẫn dắt quý vị được một chút xíu về cái cuộc sống đang hiện tại, và khi ra đi nó không phải chấm dứt trong cái cuộc đời này. Thầy nhớ kỹ nha. Nên có một người họ gặp những đứa, họ nói một câu: thầy nuôi người già khỏe nhất là khi các bà già này bà yếu bà gần mắt, thầy cứ đưa đại cho con cái đó, nó đem đi bệnh viện hay là nó đem đi đâu nó đem kệ, thầy chỉ làm cái chuyện nuôi là được rồi chứ, chứ thầy lo làm chi mà tới cặn tử nghiệp thầy phải hộ niệm này kia làm chi cho nó cực dữ. Nhưng Đức nói nếu vậy thì tất cả những người già này họ cứ ở nhà họ, họ cứ sao kệ họ đi, chứ đem về đây nuôi để niệm Phật giáng sanh làm chi à. Nên tính ra mười mấy năm trời nhà Đức đi tu mà thời gian nhà Đức nuôi người già quý vị, nhà Đức nuôi người già và hộ niệm được cho người già thì thật sự mà nói con số này không tính nổi, không tính nổi quý vị nha. Nuôi người già và hộ niệm người già đưa đến chỗ an nghỉ cuối cùng cho cuộc đời các cụ thì con số này không ghi chép tính nổi, cái con số mười mấy năm rất là nhiều. Mà cũng có những người họ khuyên nhà Đức nên làm như cái câu nãy nhà Đức mới nói. Ủa? Nhà Đức hỏi người đó cũng là một người tu hành, nhà Đức hỏi họ: vì cuộc đời người có cái tâm tu hành và có cái nguyện tu giải thoát, khi người già, người gần chết tôi đưa người cho một người không biết tu để giải quyết cho người chịu không? Không ai đồng ý được chỗ này quý vị à. Cái đặc biệt nhất của cuộc đời con người chúng ta là chúng ta có một cái nguyện và chúng ta muốn tròn cái nguyện. Đó là hạnh phúc nhất. Hạnh phúc nhất. Bây giờ thí dụ như giờ nuôi người già mà bây giờ mà khi các cụ già rồi mình đưa đại cho các con các cụ, đi đưa các cụ đi đâu để đưa đi rồi đi khám bệnh gì đó đi, rồi khi mà bác sĩ đưa giấy chết rồi lúc đó mới trở về hộ niệm. Như thì nói cái chuyện này nó làm gì nữa. Thật sự mà nói với các cụ bà cũng không đến để nhận đức, vì bà cảm thấy bà đâu có phải là điểm nương tựa, cảm thấy bình an đâu quý vị. Đâu có bình an đâu. Không có bình an. Còn nếu lo sợ chuyện này chuyện kia thôi khỏi nghĩ làm đâu phức cho rồi. Làm chi mà lo sợ tùm lum tùm la chuyện. Mình nuôi người ta mình có cái một cái quyền gì, cái sự quyết đoán gì, rồi một cái lời nói gì đối với con cái người ta. Đã đưa cho tôi thì tôi có quyền quyết định, tôi đâu có kêu đưa tiền cho tôi đâu. Thấy không quý vị? Nên những Đức nói rằng cái ý nghĩa lớn nhất của đời người là quý vị phải được tiếp nhận Phật Pháp từ khi còn nhỏ, còn trẻ. Bởi vì phải được sự tu hành một phương pháp tu từ khi còn trẻ. Vì đừng đợi tới tuổi già, coi chừng quý vị sẽ bị đặt để mà thấy thê thảm lắm. Mình là người biết tu, mình nhìn thấy thê thảm lắm quý vị. Mình thấy rằng là tới tuổi già mà con cái không biết tu mà nó làm theo cách của nó, mình thấy đúng là thê thảm một đời người quý vị. Vì nhìn bao nhiêu cái đám mắt ở ngoài đời quý vị thấy thê thảm không? Quý vị là người biết tu, quý vị sẽ thấy nó thê thảm thiệt á. À.
Còn thí dụ như người ta không biết tu thì cái chuyện này người ta thấy nó bình thường, càng trống hát rầm rầm rồi người ta nói ô đó bình thường, công nhận cái đám cũng vui ghê nha, thấy nó bình thường lắm. Nhưng mà mình là người biết tu, mình nhìn thấy rõ ràng đó là một sự thê thảm. Đa phần những cái đám đó là những cái đám đi đọa lạc hết đó quý vị, mà người ta có phần nhiều ai mà biết được cái chuyện đó đâu. Đa phần những cái đám đó là đọa lạc không á. Tại vì quý vị coi nè, vừa mắc xong rồi tắm rửa rồi đụng chạm gần chết rồi đụng chạm, rồi là khóc la kêu gào, rồi mắc đi rồi sát sanh hại vật rồi chấp điếu. Nó làm đa dạng tất cả các việc, là nó chỉ theo cái hình thức thế gian, nó không có một cái gì gọi là lợi ích cho cái linh thức của người đã chết quý vị. Không có được cái lợi ích gì cho người đã chết đó. Nên quý vị thấy rằng là cả đời chúng ta vì cái cuộc sống sang giàu để của cải lại cho con cái, và cuộc đời chúng ta khi chết đi chúng ta đi đọa lạc, chuyện này phải oan uổng quá không quý vị. Chúng ta nói rằng bây giờ tôi vì con tôi khổ cỡ nào tôi cũng chịu. Chuyện này quý vị đã là mang một tình thương ở trong cái cuộc đời này về cái chuyện tấm lòng của cha mẹ thì chuyện này nó có rồi. Nhưng mà quý vị phải biết rằng khi quý vị mà không được siêu thoát á, quý vị đọa lạc, quý vị sẽ khổ đau, mà quý vị kêu trời kêu đất, kêu con kêu chồng kêu vợ, không có ai cứu quý vị được đâu. Không có ai cứu quý vị được đâu. Rồi quý vị cực kỳ thê thảm luôn, cực kỳ thê thảm. Quý vị tụng trong kinh Địa Tạng, quý vị sẽ thấy tất cả những cái cảnh giới địa ngục nói trong đó, quý vị sẽ thấy sẽ biết. Cái người chết không phải là hết đó quý vị Đừng bao giờ cho rằng chết là hết nghe. Những đức nói bảo đảm chết mà hết, không bao giờ có Phật giáo, không bao giờ có tôn giáo, và không có các giáo đạo khác để đến cái thế gian này đâu quý vị. Không bao giờ có. Đó. Nên chúng ta được tiếp nhận giáo dục nè, chúng ta được á, nghe Phật Pháp từ khi còn trẻ nè. Dù đây là cái lớp mà giáo dục nhân sinh đó, nhưng mà những đức vẫn đưa Phật Pháp cho quý vị đó. Nó mới là thật sự là trí tuệ nhân sinh. Đó. Trí tuệ nhân sinh. Quý vị biết rằng là thời gian những đức đi tu và ăn chay, những đức thấy được cái việc ăn chay là một cái việc rất nhân văn. Và cái việc mà nó rất là trí thức, chứ không phải là cái dạng mà mù quáng gì đâu quý vị. Ăn chay nó rất là khỏe và nó rất là trí thức luôn. Nó rất là sạch sẽ, nó không có phải là như mình ăn mặn ngày xưa. Những đức nói thiệt cho quý vị biết, chúng ta ăn mặn có khi trong một cái bàn ăn nha quý vị, chúng ta cắn cái đùi gà xương chúng ta liền rầm rầm ở trên cái mâm. Còn có khi một cái đùi gà mà cùng nhau cắn đi nhậu, cùng nhau ngậm cái đùi gà cũng có. Cái xương nút chục. Những đức nói thật cho quý vị biết là cái người ăn mặn là ăn không thể nào sạch bằng người ăn chay. Khi ăn chay rồi mới thấy rõ ràng luôn á. Nếu như những đức mà ăn chay từ khi còn nhỏ, cảm giác này những đức sẽ không bao giờ biết đâu. Những đức đã từng ăn mặn dơ giấy, những đức biết nè. Ăn mặn dơ giấy là những đức nói những đức á, là ăn nhậu á, rồi ăn mặn mà vứt xương đồ liện tá lả âm binh. Có khi ngồi mà quý vị biết rằng là nhậu một chút rồi, ngồi tại chỗ khạc đàm giải tứ tung lang tan. Có lúc mình xỉn quá khạc ngay chỗ cái mâm luôn. Xin thưa quý vị nghe, ngày xưa mà nhậu rượu đế mà nhậu xỉn quá đó, có khi nhả rượu vào trong cái ly luôn, rồi thằng kia uống lại luôn, quý vị biết chứ. Dơ tới mức vị luôn đó quý vị đừng có nói chuyện dẫn chơi. Nhậu xỉn quá trời xỉn rồi, bây giờ đuối quá ra ngoài móc cho ói, ói ọc 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 vô uống nữa. Quý vị thấy nó thê thảm kinh khủng mà không biết. Bây giờ mình đi tu rồi mình mới nhìn ra, ô thì ra tại sao mình làm mình khổ cực kỳ khổ như vậy ta. Bây giờ mình biết Phật Pháp, mình ăn chay mình mới thấy đúng là nó khỏe, bởi vì rõ ràng ăn chay thì Phật nó tỉnh lại quý vị ơi, nó tỉnh lại. Rồi cái bàn ăn chay quý vị thấy dọn lên nó cũng sạch sẽ, nó không có mùi tanh hôi này kia đồ như đồ mặn, quý vị thấy rõ ràng không? Nên cái người mà ăn chay á là cái trược ác của cái người này nó nhẹ tối đa luôn. Khi cái trược ác mà nó nhẹ rồi là cái tâm quán hận người này cũng bớt đi, và quán khí người này sẽ giảm, tính nóng người này sẽ giảm, tính giận người này sẽ giảm. Khi ăn chay rồi nó rất nhiều cái loại giảm, nó giảm rất nhiều thứ luôn, chỉ có cái ngay chỗ ăn chay là giảm rất nhiều thứ, rất là tốt.
rất là tốt luôn. Quý vị đi đến chùa nghe những Đức nói gì, quý vị đi tìm hiểu từ từ đi. Quý vị cho thấy đây là cái sự cảm nhận sâu sắc những Đức là từ khi gặp Phật Pháp là ăn chay luôn, tới giờ là tính ra khoảng 16 năm. Khoảng 16 năm ăn chay. Bây giờ một món đồ ăn nào quý vị chỉ cần để miếng hành thôi những Đức cũng biết. Cái mùi hành là những Đức đã không chịu được rồi đó. Chứ đừng nói chi mà ăn thịt. Ăn chay thời gian lâu là sẽ nghe mùi hành mùi tỏi thì không chịu nổi, nó tanh đó. Nên quý vị biết rằng là chúng ta đi đến đây thứ bảy quý vị tiếp nhận giáo dục nhân sinh. Bây giờ chúng ta thêm cái là Phật Pháp chen vô cái đó là tiếp nhận trí tuệ giáo dục hạnh phúc nhân sinh. Không? Tại vì Phật Pháp nó mới trí tuệ quý vị, còn giáo dục nhân sinh nó chỉ là hạnh phúc thôi. Còn thêm trí tuệ đó là đi đến chỗ giải thoát. Bây giờ ở đây mình nuôi nhiều người già chó bị góc độ nhìn rõ ràng của một đời người luôn, còn gì. Đâu phải như người già ở đây là người già nào cũng nghèo không đó trời. Có nhiều người già người ta cũng học thức, người ta ngày xưa làm cô giáo thầy giáo đồ không đó quý vị ơi, bây giờ đâu. Nên từ nơi đó mà cuộc đời con người khi sau này khi già cả và lớn tuổi, quý vị sẽ gặp rất nhiều thứ trong cái cuộc đời quý vị. Mà để cho người ta đặt để lại không phù hợp nhé. Người ta đặt để không phù hợp cho mình khổ lắm quý vị ơi. Bây giờ như bà cụ hồi nãy, bà đâu có thể nào quyết định hết được đâu quý vị. Bây giờ con bà này nỉ một chút là chịu không nổi đâu. Những Đức nhìn bà cụ đó chắc bà chịu không nổi. Còn như khỏe như mình thì quyết định nó mạnh quá. Mình không thể nào mà con người ta vô tới đây mà mình đi ngồi kế bên người ta, mình canh người ta, mình nài nỉ người ta. Đã mình đã nói đến mức như vậy rồi thì mình để nhân quả đến với người ta làm sao? Thấy chưa? Nó nên có những người nói rằng ông nuôi người già mà tôi thấy ông ôm đàm nhiều quá. Tại vì trách nhiệm đó quý vị. Trách nhiệm với con người là trách nhiệm với bản thân mình đó. Tại vì thấy người ta già mà thì cũng như thấy bản thân mình già đi. Nếu như bản thân mình tới già mà mấy thằng đệ tử của mình nó kéo mình đi vô bệnh viện, nó lấy dây nó truyền vô người mình, nó kéo mình đi. Nó buộc dây vô cần cổ, nó gịch mình đi. Cũng tội nghiệp quý vị. Thấy không? Nên có những người mà người ta cũng đi tu mà người ta không có cái tư tưởng giải thoát đó quý vị. Ta không có phương pháp tu là cuối cuộc đời người ta cũng bị Iran à. Đệ tử nó đâu có được dạy gì đâu, nó cũng kéo tòng ten đi vậy đó quý vị. Nó kéo tòng ten đi vậy mà. Nó kéo thiệt mà. Khi mắc xong rồi đầu là nó lo cái chuyện trang trí này kia, hoa cỏ, cho nó đâu có lo cái chuyện mà hộ niệm hay là chuẩn bị cái chuyện mà hộ niệm bao nhiêu tiếng gì đâu. Tại vì đâu có đặt vấn đề đó. Tại lúc bình thường mình có bao giờ dạy người ta điều đó đâu. Nên người ta có biết đâu mà người ta làm cho mình cái chuyện giải thoát. Nó rồi người ta làm theo cái kiểu cách của người ta đó, đi làm cho đám này đám kia. Thì người ta làm sao, người ta làm ra làm gì. Nên cái việc mấy vị mà đi đến một cái nơi mà tiếp nhận giáo dục và phương pháp tu đúng là việc quan trọng ghê. Quan trọng á. Đó. Nên bây giờ trẻ tuổi là ở đây cũng vậy nè. Các cháu cũng nhận thức được chút, cũng được duyên niệm Phật rồi. Sau này lớn lên có chồng mà chồng đánh, chồng bỏ, chồng chê, có cơ hội quay về chùa hộ pháp. Đánh cho tả tơ te tua luôn chứ đừng nói chuyện dẫn chơi. Thời cột bây giờ mà nó mới cưới ha, anh em rồi nó thương lắm. Có một cái đám cưới trên mạng mà nó đưa lên một cái đám cưới mà quý vị biết là nó tạo ra một hình ảnh đám cưới mà quý vị nhìn giống như nó qua một cái không gian khác. Cái đám cưới là hoàn toàn nó trưng hoa mà quý vị biết rằng nó trang trí hoa đến mức mà nó là một cái không gian khác chứ không phải là cái quốc độ mình đang ở. Quý vị nghĩ hoa cỡ nào chưa? Nó cái nghĩa là cái số tiền mà nó cắm hoa đó không biết bao nhiêu mà nói. Nó cắm đầy hết, nó cắm từ trên ở trên á, nó cắm hết luôn. Nó cắm sạch hết luôn mà nó lựa những cái loại hoa mà quý vị. Nó trang trí kinh khủng lắm kìa. Đó. Nên người thế gian nó công nhận ta hạnh phúc đi ghê. Người đời người chỉ có một lần. À đúng rồi, chỉ có một lần.
Chỉ có một lần nha. Nó nếu mà như mà tiếp nhận Phật pháp trí tuệ đó quý vị, ôi ô cái tiền cắm hoa đó mà mình đi phóng sanh, mình cho người nghèo gạo lúa được, nó hạnh phúc biết nhiều. Nói quý vị à, gieo cái nhân của hạnh phúc của quý vị, tự nhiên đôi vợ chồng thấy bình an ghê. Cỡ này cắm rồi xong trang trí cực te tua một hai ngày thôi, nó hôi nó sình nó thúi ình lên. Hiểu không quý vị? Nên người ta không tiếp nhận được Phật pháp là người ta giàu thiệt giàu, nhưng mà cái góc độ của người ta để đi đến mục tiêu thành đạt về phước báo á quý vị, người ta không biết cách làm. Không biết cách làm. Nên rất là mừng cho chúng ta là chúng ta được tiếp nhận Phật pháp. Đúng không? Quý vị cầm 10.000, 15.000 vì cho người khiếm thị, quý vị thấy trong lòng vì cũng vui ghê. Mà dù là bây giờ có những người mình chúng ta góp gió thành bão, mà mình cầm mình tặng mình thấy lương tâm mình cũng vui ghê chứ giỡn đâu trời. Lây quay còn có tháng mấy nữa khiếm thị nữa, chuẩn bị đi. Mỗi người tự mà chuẩn bị. Mấy đứa nít đi học chuẩn bị 500 đồng đó con. Tới ngày khiếm thị tặng cho người khiếm thị. Trời ơi góp gió thành bão đó con ơi. Không? Tự cái con cầm lại con cho người khiếm thị. Trời ơi. Dạy cho con mình vậy đó mới đặc biệt nha quý vị. Dạy cho con mình mới đặc biệt. Hồi nãy á, có một cô đó có gặp nhân đức. Cô kể câu chuyện này. Mẹ cô bị một cái khối u bự to vậy nè quý vị, cứng thiệt là cứng luôn. Thấy không? Cô này cũng nghe mình giảng. Cái đoạn nhân đức chỉ á, cô áp dụng chân thật luôn. Mẹ của cô cứ nghe nhân đức giảng ba niệm Phật. Rồi người mẹ quý vị, người mẹ cái đứa con cứ ngồi niệm Phật quý vị, cái mục nó bự to vậy, nó cứ ngắt vậy, nó bự vậy nè. Cô nói vậy đó. Thì bắt đầu là cổ niệm Phật, cổ lấy cái tay của quý vị, chân thành niệm Phật, cổ lấy cái tay của so. Cô xong mới nói nè, bây giờ chúng con đó, đời này hay nhiều đời nhiều kiếp đã tạo những cái quán nghiệp, nên bây giờ các vị đến đây đòi nợ chúng con. Thôi bây giờ chúng con biết Phật pháp rồi, thầy đã dạy quan gia nên giải không nên kết. Nếu mà cho chúng con cơ hội niệm Phật, chúng con tu, chúng con thành tâm thành ý hồi hướng cho chư vị, để cầu siêu cho chư vị. Bây giờ chúng ta cùng hại nhau thì không ai được siêu thoát hết. Đời này con sẽ quyết tâm cố gắng niệm Phật, nói thành tâm thành ý của niệm Phật, của chân thật, của so. Quý vị biết rằng trong một tuần lễ của so mất tiêu cái cục đó luôn. Ghê không? Đó à. Nghĩa là niệm Phật mà nó cái cảm ứng là nó nhiều lắm quý vị ơi. Niệm Phật cái cảm ứng nó nhiều. Bây giờ điển hình quý vị thấy rõ ràng. Nhiều người mà cảm xúc mà nói lên giảng pháp mới có cửa đó đâu à. Cảm xúc ho hen sổ mũi mà lên giảng pháp, nước mũi nó chảy ròng ròng, ho mấy tiếng là khan tiếng, mất tiêu, mất tiếng. Vì thấy những đức bệnh có mất tiếng không? Đó. Làm việc cho Phật Bồ Tát, Phật Bồ Tát nó là bệnh chỗ này con, bệnh chỗ này, còn cái chỗ này để cho nó làm việc. Nó thấy không? Hãy tin á. Đó, phải tin 100% làm việc cho Phật pháp có nhiều cảm ứng sâu sắc. Nên tất cả những người bệnh đau ung thư này kia, như nãy nhân đức gặp hai anh em bị ung thư. Từ miền ngoài đi vô đây cộng tu. Hỏi nhân đức bây giờ làm sao con có thể phấn chấn trở lại bình thường thầy. Nhân đức nói lúc mà cô mà với chú mà bác sĩ mà khám bị bệnh ung thư á, là cô với chú hỏi là với bác sĩ là ung thư này có lâu chưa, thì bác sĩ nói có thời gian lâu à. Vậy thì từ cái thời gian mà bị bệnh ung thư và cho đến khi đi khám bệnh biết mình bị bệnh ung thư, cô chú có sống bình thường không? Dạ vui lắm thầy, nhưng mà khi khám bệnh xong rồi tự nhiên bụng gụng tay chân đúng không? Bà nói sao thầy biết. Trời, nghe nói là hiểu rồi. Như vậy thì cái việc mà bệnh đau mà bây giờ suy sụp tinh thần làm cho cơ thể mệt mỏi là do bị ảnh hưởng tư tưởng. Rồi cô chú lo cái chuyện khi mình chết đi gia đình mình, vợ con mình, chồng con mình sao đây? Phải không? Nói trời thầy nói sao ngay bon thì trời. Tôi nói hồi xưa tới giờ hoài mà thầy không nghe.
Vậy thì tại sao không lấy cái thời gian mà chưa biết mình bệnh ung thư để sống đi? Tại vì mình đã bị ung thư rồi, bác sĩ phán mình ung thư là sau này. Mà khi bác sĩ phán rồi lúc đó mình mới bệnh, mình mới thấy mình mệt. Còn lúc mà chưa phán mình vẫn sống bình thường. Tại sao không lấy cái thời gian mà chưa khám bệnh á, sống vậy thì bình thường rồi. Thí dụ như vị bị mù một bú, vị để một bú nó sống với quý vị đi. Vì nó đến đây vì một cái nhân duyên gì mà nó muốn sống với quý vị, thì quý vị hãy để cho nó sống. Quý vị nói với nó rằng sống cho tốt, để chúng ta cùng sống, đừng nên làm phiền nhau, để chúng ta cùng chết. Hiểu chưa? Bây giờ sống là chúng ta cùng sống đi quý vị, giúp đỡ nhau cùng sống đi, đừng hại nhau. Hại nhau là cùng chết, thấy không? Đó, ung thư cũng vậy. Mà nói với ung thư, chúng ta hãy cùng sống đi. Tôi sẽ không bao giờ phá hoại bạn đâu, tôi không bao giờ hại bạn đâu. Bạn đi đến đây với một nhân duyên gì tôi không biết, nhưng giữa tôi với bạn có duyên với nhau, thuận hoặc nghịch, nhưng tôi với bạn hãy cùng sống với nhau, cùng một thể để cùng quan tâm nhau và cùng sống, đừng nên trở ngại nhau. Tôi là căn nhà của bạn chú ẩn, bạn phá nhà của tôi thì bạn ở đâu đây? Bạn nên bảo vệ căn nhà này để chúng ta cùng sống với nhau nhé, đúng không? Đó, tại vì quý vị có một cái tâm muốn phá người ta, muốn diệt người ta, đuổi người ta ra khỏi nhà, trong khi cái nhân duyên là người ta đi đến với bạn không phải bỗng không, mà có một nhân duyên gì hội tụ người ta mới đến với căn nhà của bạn. Mà bạn lại đuổi người ta ra khỏi căn nhà thì nhất định người ta phải phá nhà bạn. Nguyên lý nó là như vậy, hiểu không? Bây giờ xã hội ho hen số mũi đồ nhiều, ho thì mình cứ ho thôi, đúng không quý vị? Bây giờ quý vị có nhiều cách quý vị suy nghĩ để mà quý vị diệt virus ho. Tại vì cái thời gian mà người ta đến đây là nó có một cái nhân duyên để người ta đến để mình ho vài bữa chứ. Và thêm cái là mũi mình chảy ra, mũi mình chảy ra, vị thấy mũi nó ngon không? Mũi ngon không quý vị? Mũi đã là không ngon, vậy thì nó, cơ thể chúng ta nó phải cần có những vị trí để bài tiết những cái không ngon ra, hiểu chưa? Và khi bị ho nó có đàm không? Cũng là một phương pháp bài tiết những thứ độc tố trong cơ thể ra. Cơ thể chúng ta nó có một cái nguyên lý rất thông minh là nó phải bài tiết và tống những cái thứ độc tố, gì mỗi một cái cơ quan trong cơ thể chúng ta nó cần sinh tồn, nó cần cùng sống. Nên chúng ta chỉ cần thương yêu là giữ cái tâm được bình thản thì cơ thể chúng ta nó sẽ tự điều tiết, giống như ruột chúng ta. Chúng ta ngày nào cũng tắm, không tắm một ngày thì chúng ta sẽ cảm thấy người rất hôi. Nhưng mà ruột chúng ta ăn quanh năm bao nhiêu loại đi qua ruột, nhưng ruột chúng ta quý vị thấy bao nhiêu năm nay có lần nào đem đi tắm lần nào chưa? Mà ruột vẫn duy trì được là vì sao? Ruột có khả năng để bài tiết. Mà những thứ gì đụng chạm đến ruột thì ruột sẽ có khả năng điều tiết nó, phân phối, đuổi nó đi. Vì thấy chúng ta buổi trưa còn được ngủ trưa, buổi tối còn đi ngủ, nhưng mà trái tim chúng ta có khi nào được ngủ chưa? Nói đến chỗ này mới đẹp nè. Nếu như chúng ta có một ngày nào trái tim chúng ta ngủ thì chắc là nó sẽ ngủ ngàn thu không tỉnh dậy. Nên tim chúng ta là một người bạn, một người làm công cực kỳ trung thành. Vì làm việc cả ngày lẫn đêm từ khi chúng ta đến với cõi đời này là bạn tim đã làm việc cho tới bây giờ. Đúng không quý vị? Quý vị ngủ mà tim có thức không? Có thức. À, quý vị ngủ bây giờ nhờ ai gờ tim thì cái tim có nhảy không? Tim vẫn thôi thớp nhảy, đúng không? Vậy mà đụng cái gì cái là bạn đòi đi mổ tim, nghe không? À,
tại bạn đã làm cho tim bệnh đấy. Thấy không? Bạn hồi hộp nè, bạn bất an nè, bạn lo âu nè, bạn giật mình nè, bạn làm rất nhiều thứ. Đúng ra tim nhịp nhàng người ta nhảy tưng 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 nhẹ nhẹ. Bạn tức giận lên, bạn bực bội lên, bạn săn hẳn, bạn buồn phiền, bạn lo âu thì làm cho tim tưng 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 tưng. Nhảy lia nhảy lịa. Nó nhảy quá trời nhảy thì nó muốn rớt tim. Nên quý vị thấy có những cái bị hết hồn như thế không? Ai mà làm gì? Hơ, mình là hết hồn. Có chừng rồi nói thêm câu hết hồn, muốn rớt chim nữa. Thấy chưa? Đó là chính mình đã làm tổn thương trái tim. Chính bản thân bạn không biết điều tiết lại để cho trái tim nó nhịp nhàng ổn định. Mà khi bạn quá ép buộc trái tim làm việc đến mức cực điểm thì tim bị tổn thương. Mà khi tim tổn thương, bạn lại không biết bồi dưỡng cho nó nghỉ ngơi và bạn giúp cho nó bị tốt đẹp lại, mà bạn đòi đi mổ nó. Thấy không? Giống như một người làm công này, làm rất cực lực, rất nhiệt tình, hết mình luôn, mà quý vị quá ép buộc nó làm, bắt nó giác đồ quá nặng, cuối cùng nó chặt chân, quý vị đem cái chân nó chặt bỏ luôn, thì quý vị biết quý vị đã đối xử một cách rất tệ bạc. Bạn phải cho nó nghỉ ngơi và chăm sóc nó lại, thì cái thằng làm công này nó sẽ khỏe lại và nó làm việc bình thường cho mình thôi, chứ có gì đâu. Quý vị nó. Còn bây giờ bao tử của chúng ta, như bạn đang nhận đức thì ăn ở khi cũng nhanh đó, làm việc rồi tranh thủ ăn nhanh, làm việc này việc kia, thấy không? Mình ép buộc bao tử. Rồi bản thân chúng ta có khi tới giờ ăn không ăn đâu, mình để cho đói thì đói, cái bao tử nó tôi đói quá tôi teo lại, cái tự nhiên cái rồng tới giờ mình ăn, cái mình ăn nông vô thiệt là mạnh, cái nó bung ra, cái đầu bị để nó thiệt đói, cái nó teo lại, cái đầu quý vị ăn cái nó bung ra, cuối cùng thời gian cái đầu quý vị làm cho nó đau bao tử, khả năng của nó chỉ giác đúng 1 kg thôi, quý vị chơi vô 1,5 kg 2 kg vô bị ém vô, đã no rồi nhưng vậy mà gặp cái món đồ ăn kia nó để giác miếng nữa coi, cái nhìn qua thấy hũ kem quất luôn, nhìn lấy nước giớt luôn, bước qua bên kia gặp ổ bánh mì chơi luôn. Thấy không? Cái thằng lính làm việc, cái thằng lính làm việc mà bây giờ nó làm việc mà quý vị cho nó thời gian rõ ràng quy tắc đi, thì tự nhiên quý vị biết nó khỏe cỡ nào chưa. Nhưng mà mình chơi nó quá đáng quá, tới giờ nghỉ không cho nghỉ nè, tới giờ mà nó mệt bắt nó làm thêm nè, cuối cùng thì cái thằng bao tử nói rằng tao đau rồi đó. Mình nói mày phải chịu đựng, tôi đau rồi đó, mày phải chịu đựng. Hay chi mà nó vừa đau mình hạ cái sự ăn uống lại theo cái điều độ đàng hoàng lại đi, thì bao tử tức khắc hết đau. Nhưng mà mình tiếp tục mình tống thêm nữa, mình tống thêm nữa thì đến lúc nó đuối quá, bao tử nói tao bỏ cuộc rồi đó. Thấy không? Rồi lúc đó mình lôi nó đi mổ bao tử. Thấy không? Thấy không? Cái tổn hại của bản thân mình thật sự mà nói là do chúng ta đã hại bản thân mình, đúng không? 100% chúng ta hại chúng ta đó. Quý vị coi bây giờ chúng ta tại sao cái miệng gì mà tự nhiên cái dạ con chào thầy, nói sao kỳ hả? À? Sao cái miệng kỳ cục? À, không biết tại sao gió thổi cho con méo cái miệng. Thấy ngộ không? Thấy không? Thì quý vị biết rằng quý vị thấy khi bị tức lên không? Bị tức cái gì lên quý vị thấy cái môi quý vị không? Tức thiệt là tức là quý vị cái môi quý vị làm nè. Đó. Mà quý vị biết môi quý vị là bao nhiêu cái hệ thần kinh nó kết hợp ngay cái môi quý vị chưa? Mà quý vị làm cho thần kinh này nó bị tác động mạnh quá, thì dây thần kinh có một hay sợ nó bị ảnh hưởng, cuối cùng nó co lại, nó giật môi bị quéo lên chứ sao giỡn. Hiểu không? Nếu mà mình dùng cái tâm mình để điều tiết tất cả những cái hệ thần kinh nó lại, thì tức khắc cơ thể chúng ta môi sẽ tự hết bị giật.
Nên cái tâm nó điều chỉnh hay lắm đó quý vị. Nó rồi tự nhiên cái tay đang bình thường gì ngon lành đúng không? Cái tay bình thường ngon lành. Cái tự nhiên á. Ủa sao mà không thấy chú khỏe bên này sao cái tay kỳ? Không biết sao thầy ơi. Tự nhiên cái đầu tay nó gì cho thầy ơi thầy. À. Nó vậy đó mà khi săn hẳn lên. Săn hẳn lên. Vậy mà cái tay đáng gì rồi mà săn hẳn lên. Vậy mà đi quýnh người ta. Lấy cái tay làm nè. Nhà Đức thấy rõ ràng 100% luôn. Hai bà già bị ngồi xe lăn. Hai bà già chân cẳng gì, tay gì đều quéo lên hết, yếu xìu, không nhúc nhích được. Chín mấy, tám mấy không. Vậy mà còn cái miệng nói được hai bà chữ lộn. Rồi không quýnh nhau được. Bà này phun nước miếng. Bà làm mà nước miếng không có phun nữa. Nước miếng không có phun nữa. Thì vị biết bà làm sao không? Một chút mới đường cục mới làm nè. Mày coi tao nè. Yêu. Ghê chưa? Tuy vậy mà cái tâm cũng đâu có chịu thua. Bà kia bà nói mày dám phun nước miếng bà hả? Tao đâu có thua mày, mày thì coi tao nè. Yêu. Ôi ôi đúng kinh khủng thiệt. Đứng mà nhìn mà cười bể bụng luôn quý vị ơi. À, còn cái đầu nhúng nhích được. Xong cái phun nước miếng xong đâu còn nước miếng để phun đâu. Cái cuối cùng lấy cái đầu làm nè. Mày phun nước miếng tao, mày coi tao nè. Eo. Đó tôi chịu thua chúng sanh đúng là ghê thiệt. Còn có chút nước miếng không chịu nuốt vô bụng mà còn phun phèo phèo. Còn các cái đầu mà còn cụng nhau chơi, ghê thiệt chứ. Thấy không? Ghê chưa? Nếu quý vị mà không chịu tiếp nhận Phật Pháp từ khi còn nhỏ thì phải đi đến con đường để quý vị thấy thê thảm chưa? Đó. Cái danh lợi gì trong cuộc đời à. Có cô kia, cô dẫn một đứa con gái đến gặp Nhân Đức. Cô nói thầy coi nhân quả nè thầy. Lúc con mang thai cha nó đổi nghề làm thịt chó. Vừa mang thai một tháng thôi cha đổi nghề làm thịt chó. Một ngày ổng giết khoảng 15 con chó. Bỏ cho người ta ấy vậy. Bán rồi bỏ luôn. Và cái đứa con gái á, dẫn đến gặp Nhân Đức cái đứa con gái ấy vậy. Nó làm như nè. Nó gặp Nhân Đức làm nè. Kinh chưa? Kinh chưa? À. Thì Nhân Đức nói, thầy nói cho con biết, thầy ngoài đời đã từng vượt mấy con chó chạy dù dù. Chứ đừng có nói con chó con như con mà quấu. Mày quấu tao hả? Wow. Vậy mà nó sợ quý vị ơi. Đúng là mình ghê thiệt. Tại vì đúng là cơ nào mình chơi cơ nấy thật sự luôn. Nó gặp như thế nó làm nãy bị wow wow. Cái mẹ nó nói là cái nghiệp của nó bấu bấu bấu. Nó gặp như thế nào wow wow. Nhân Đức nói thầy nói cho con biết quay đâu thầy vượt mấy con chó chạy dù dù thầy đòi nước chui nó ăn luôn mà con dám bấu thầy hả? Mày tin tao wow. Trời ơi, nó núp vào mẹ đó. Núp vào mẹ nó im ngu. Nhân Đức nói từ đây đến sau còn vấu nữa là tao bẻ găng mày cho mày biết. Chị biết á. Xong nha quý vị. Mẹ nó nói là trong một tuần lễ về nhà không dám vấu một tiếng. Kinh khủng không? Biết sao luôn nữa. Chắc nó chạy mắt dép luôn rồi vậy. Nó sợ quá trời sợ. Ôi à, quý vị nghĩ đi. Mà lúc mà Nhân Đức làm vậy là Nhân Đức nói thôi kệ, người ta dẫn con người ta lợi. Phật Bồ Tát cũng gia hộ con làm gì con làm. Mà cũng gia hộ cho làm sao cho nó có cảm ứng gì tội nghiệp người ta. Mình nói trong bụng mình vậy đó quý vị. Xong mình nói với nó xong mình làm nè. Wow. Như tù.
nó núp vô mẹ nó, quý vị ơi, nó sợ, nó lùi là nó núp vô mẹ nó. Rồi về là trong một tuần nay mẹ nói trời ơi thầy, nó không dám bấu một tiếng luôn thầy ơi thầy. Ghê không? Nó có những cái cảm ứng lạ kỳ chứ quý vị. Nhưng mà nhà Đức kêu bà mẹ phải cố gắng niệm Phật để hồi hướng cho người ta, nghe chưa? Nó thì nó mới chuyển cái nghiệp được, chứ không có giỡn đâu. Nó gặp nhiều trường hợp ghê lắm quý vị ơi. Thì ở trong chùa ở chỗ nhưng mà gặp nhiều trường hợp mà nó ghê lắm, thấy không? Nên mấy đứa nhỏ 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 đây có còn nghe câu này nè: thành tích học tập giỏi có thể thành công hay không? Chưa chắc. Các con nhớ nghe, mấy đứa nhỏ nhỏ đây và cha mẹ của các con nghe nè. Con quý vị của cái lúc còn nhỏ học tập thành tích rất là giỏi, quý vị chưa chắc đứa con này sẽ thành đạt đâu. Có những đứa còn nhỏ thành tích rất giỏi nhưng nó học cỡ lớp 10 nó trở thành dở lè. Biết vì sao? Vì nó không bồi dưỡng được cái đạo đức nên phước nó hết. Tự nhiên thành tích học tập nó xuống dốc và bản thân nó tiếp tục hư hỏng thêm nữa, phước báo nó giảm lại. Thì dù sau này thật sự mà nói, nó không bao giờ có cái thành đạt đâu quý vị. Còn có những đứa thành tích học rất giỏi và nó có thể ra trường và nó có thể học được, lấy được những bằng cấp cao mà loại giỏi luôn, thì quý vị biết rằng nó vẫn không thành công. Vì sao? Lúc nó học tập nó quá ỷ lại, quá kiêu ngạo, quá ta đây và quá hỗn ẩu, cho mình là người giỏi, người thông minh, xem chờ bằng dung, nên cuối cùng nó hỗn với cha mẹ, không biết giúp đỡ cha mẹ, mà nó xài phước quá nhiều. Nhưng nó được cái duyên phước gì đó mà nó được bằng cấp cao, nó được loại giỏi, nhưng mà tương lai không bao giờ nó được có một cái nghề để thành đạt trong cuộc đời. Nhớ kỹ quý vị á, làm cha làm mẹ quý vị quan sát đi, quý vị sẽ thấy à. Nên phan hãy dội vàng đặt vấn đề vào con là phải thành tích học tập quá giỏi. Nếu con mình có khả năng học giỏi thì cố gắng. Nhưng cái đặt vấn đề cho con hay nhất đó là đạo đức cho con về sao. Đạo đức cho con về sao? Khi con có được một cái nền đạo đức sâu dày thì xin thưa quý vị, con quý vị lạ thay là được người ta giúp đỡ, con quý vị sẽ đi đến chỗ thành công rất mỹ mãn. Nhớ nè, con người không có phước, mình đặt nó vào đống vàng, người ta không ngồi cái đống vàng bạc châu báu mà người ta nhảy qua đống vàng khác người ta ngồi. Vô duyên vậy đó quý vị ơi. Ừ, cố gắng có đạo đức các con, hiếu với cha mẹ, đừng có hỗn ẩu với cha mẹ nghe. Vậy thì chắc chắn là các con thành công. Thôi chúc quý vị an lạc. Đây với Đạo Phật. Hôm nay 23 người sinh nhật nha. Lên đây quý vị ơi. Chúng ta niệm Phật chút nha. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nam mô 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 A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. À, mấy hộp sữa đem đây. Nam mô A Di Đà Phật. 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 A Di Đà Phật. Nam mô 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 A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nam mô 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 A Di Đà Phật. Sinh nhật hai mươi mấy người niệm Phật nãy giờ chúng ta cũng hồi hướng cầu an cho cha mẹ mình và ông bà mình ha. Chúc cho gia đình luôn luôn hạnh phúc. Chúng ta hồi hướng nha. Nguyện đem công đức này hướng về không tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Chúc quý vị an lạc nha.